Hello, anh em đang xem video. Chào mừng anh em đã đến với kênh Tân Nhân Minh. Do lâu rồi mình không cùng anh em trong PT đi khí à, sẵn tiện hôm nay rảnh vào đi khí cùng với anh em trong PT, cho nên là mình quay luôn video lại cho anh em, quay luôn lại cuộc hành trình đi khí tầng 110 và lượm cải trang à, cho anh em xem mà cách. Thứ nhất là cách đi là đánh con nào ở trong khí á, không phải là con nào đánh cũng được đâu nha à, mình phải nghe con tim và mình đánh theo nói chung là đánh theo người hướng dẫn đấy. Hướng dẫn mình đánh con nào thì mình sẽ đánh con đó, chứ mình không thể đánh bừa được à. Đi tầng 110 là tầng này cải trang nói chung là rất là khủng luôn á. Mình cho anh em xem trước đây nè, cải trang hai cây sắt nhá. Tầng đây là cải trang tầng 110, sức đánh 35% và HP 36%, ki 36%, ki mạng 26%. Đây, đây là cải trang cũ của mình nè. Đấy, tầng 110 là cải trang như thế đó anh em ạ. Khoan, từ từ, nhập kia hấu cái không thể tự tiện đánh con nào riêng lẻ được, anh em phải tập trung vào đánh trùng một con cùng một con à, máu những con quái đó như thế nào thì anh em xem tiếp video nhé. Em qua khu 10 luôn đi. Em qua khu 10, Chiến ơi, tao ở làng Aru khu 10 chờ mày giao dịch á. nghe đủ hết chưa? Bây giờ có nè, bây giờ chiến khu nè lo đủ nè, Bombi nè, Ralen, Long Trần, Chiến Gà, Rubiki, thì cao Vinvo, hiện tại đủ dư đi 110 dư. Nhưng mà giao dịch đồ cái Chiến ơi, nghe đâu Tí đúng mất. để mua cái bùa, cái hồi nãy mới nhận được cái bùa Ra sức có đồng đánh. tiền không ta? Chị muốn chắc bà xin là bà Bùa bất tử. Xin à. là tử bò. À, đúng rồi, em đi không có đồ, đưa đồ giao dịch qua đang đánh rương 11 hết rồi. Gì giờ còn đánh nữa? Tại hồi sáng đi học không có đánh Vậy được. mấy đứa là gì là sao, là bây giờ đủ đồ chưa, đủ đồ chơi chưa? Qua giao dịch đồ tôi. Giao dịch tao đồ xe đi. Đồ Nasayan, Sayan. Ê, còn cái Rồi, radar xong 6 sao tao. Vừa tao radar 6 sao. À, sao sao mày hả? Ừ. Ê, mày lấy Tao tạm nói chứ. đi luôn nha. Mày lấy Rồi tạm. bây giờ nào bút Mỹ, ạc nào bút Mỹ. Bút Mỹ at Relan. Lấy Hero Vicky nè. Bút hai Mỹ. Mày giặt bơm cũng có nè anh. Chú bút Mỹ đi. Relen qua map đổi đổi cái cải trang nha em, để một người bút thôi, đam to đừng bút. Ủa, radar, nhầm cái nhẫn 5X Nhật đưa lại anh rồi hả anh Thức? Đúng rồi, nhập đôi lên anh rồi. Dạ dạ Các con nổi thêm cái chứ. Mày hạt nào tôi cho nè, hạt nào. Tôi đi trang. Ai ấy, ai lấy cuồng nổ bổ hết Rồi thì giao dịch anh. Đấy, con nổ thôi. Rồi, ok hết chưa? Đủ rồi anh ơi. Rồi, mua bộ nè. Mua bộ rồi luôn rồi đó. Có bùa rồi luôn rồi anh ơi. Rồi. Chưa mua. Rồi, ok. Rồi, anh mua bùa nè. Từ từ đợi em tí, em đi mua bùa này. Mua bùa gì đây mọi người? Ồ, bất tử bùa mạnh mẽ anh ơi. Bùa mạnh mẽ này, bùa bất tử này, ok. Hay đó thôi. Ok, hên quá, có luôn, có hồi nãy nhận được cái luôn. bùa mạnh mẽ rồi. Rồi, vô nè. Rồi, vô, vô 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 110 vô. Hiếu nó thấy vậy rồi còn hỏi anh BT2 đi hả anh, nữa là sao Hiếu? Vô đi, chơi đi. Anh luôn gì bẩn. Đây, là đây, chơi đi. Chơi đi, vệ tinh lên cắm cho mình. Bún thịt tới, tới gì luôn. Bơm nhá. Thôi em, bơm đi, bơm đi, bơm đi, bơm đi, bơm đi, bơm đi, bơm đi. Em bơm ít mà, em bơm nhiều đó. Bơm chưa? Đừng bơm nữa, được rồi. Đắm đi, đắm đi. Con nào hồi sinh lên cái được không? Này, tôi đang cả nhà cái nhầm với em. Hồi sinh lên cái đi, anh thả chim. Rồi, ok. Hai đứa nhau. Kaioken Đấy, là đi nữa. đấm con nào cũng được đúng không? Đúng rồi, em đắm Từ đi, từ. đắm đi. Cái này đánh cao kênh. Thằng nào mang bư gì mấy đứa làm phí một chồng tổ, tắt cái con bư đi. Em đâu mang bư đâu, sao không có vậy? em mang cải trang Hakizak. Đấm đi, đấm đi, vệ tinh lên nhiều lắm, đấm tới sáng luôn á.
bật cái tự động mình tập lên không văng hết á. 200 triệu bỏ nha, 200 xuống xíu nữa để cho gì nó bơm. Ok cho anh. Rồi bỏ. Nắm đi, bút mì lên. Nắm đi. Có cần em chạy nhà em lấy con mì không? Thôi được rồi em, được rồi. Cái Gobiki luôn rồi, xong rồi anh Vũ cũng dành. Vũ đâu rồi, vợ kêu quên theo. Chết, cái game vợ kêu chết. Ủa, cái của máy quý việt đâu rồi? Nè anh. Nhảy ra vô lại đi anh. Còn máy quý việt đây nè anh. À liên hồn đây. Chết cha rồi, cấm lộn uy tín rồi. À được rồi, mấy con này quýnh mấy cổ máy hay gì đánh thường thôi anh ơi. Đánh thường à? Ok. Đúng rồi, có máy hay gì đánh thường thôi anh ơi. Rồi xong bị kẹt map luôn bơm rồi. Không bơm nha. Anh không biết. Rồi mấy cái này đánh thường thôi. BT chiến già game không bơm trói cũng được. Anh ơi. xong có máy rồi. Cái xong gì rồi, nói đi. Vô. Xong có máy rồi, vô. À, chết anh cấm vệ tinh bị lộ luôn rồi. Bỏ. Rồi bỏ xuống đây đánh nè. Xuống. Muốn con bay. Ai gọi em gọi. Nào trói mấy đứa, nào trói được không? Thằng Chiến trói đi, Chiến ơi, phải bơm Chiến. Em trói. Ai sao cao HP thì bơm. Để lông trận trên tay em bơm cho. Đúng rồi, trói là quýnh nhanh đâu, sướng. Trên đây cũng còn anh ơi. Còn. Còn trên đây còn. Bây giờ em phải nói với thằng Trung được vì em không thích thánh vị bối. Bây giờ em để em nói cho anh Trung được. Đợi cái trang nào. Đợi cái trang nè. Thấy cái trang bư đi anh em ơi. Bư đam hơi to đấy. Thật thấy bư hả? Thấy bư em qua bắt năng này. Ok, đại thương nhá. Đại thương nhá. Bỏ. Xuân dư. Xuân dư ơi. Còn bài nhá. Chưa, anh đoán không sai đâu. Chưa đó nhìn cái mít ai nhảy nhiều nhất hiểu anh ơi. Thì chứ em không ăn cuồng nộ được luôn á. Năm hết không lụm cái trang xanh nha. Thằng nào mới cấp phương gì ạ? Em đã lộn con bư kia chứ không phải là con bư Noel anh ạ. À. Mày còn có bư khác cơ à? Ừ, cái con trẻ trang. Ai bút mì đâu, anh thấy không có người bút mì nè. Em có chú thỏ này nha, em có thỏ chứ không có mì. Thỏ với mì đúng mấy đứa nó còn vô mà. Em không có thỏ. À lộn, em không có mì. Anh bút mì đi, nít đó, cùi bắp à. Có, anh mang cả trang con Frost mà. Mì, anh đừng mang phốt, mang mì đi. Bắp băng này ăn thua là bút mì, khó thôi. Trăm hai đánh không phải chứ. Ây ôi, chó cái đây là hợp lý. Lụm thôi anh em ơi. Lụm gì? Đấy là tao chói lụm gì anh đánh. Dạng con mất swat rồi, chứ đồ huy gì. Thực tế em bán được set 5 size, em sẽ lên đồ huy gì. Ờ, lên đi em, lên hết đồ huy gì. Còn cô Phương nữa, cô Phương chơi nick nào vậy? Chơi một con thôi. Anh nói chơi con cực tới cấp môi với là con chạy hát á. Là con chạy đất với chạy già à. Nó không chơi nó mết. Nó tới cấp môi. Phương có ông này không? Anh nói là Phương nó buồn. Phương nó làm ngờ anh không mà. Con này bao nhiêu bỏ anh? Hay là anh. Lụm con bên trái? Chơi luôn, ok. Nà thấy đi bên đây cắm bị tên xuống nha. Nè. Ở bản nó delay quá. Đây về tình cấm sướng không? Lát thu phí nha. Trời ơi, thu phí gì nữa. Lát thu phí về tình nè. Đáng anh thấy thằng nào mết nào mà lụm cái gãy trang xanh là đuổi hết. Cái trang xanh là để cho xe da thôi. Đúng, em xin cái gãy trang đỏ. Lụm một cái trang đỏ thôi. Tại vì có mỹ hết rồi, đứa nào có mỹ rồi lụm một cái trang đỏ thôi. Thì một thôi anh. Cái chiên đỏ em còn 6 ngày. Cái chiên phụ liền không dám bỏ luôn á. Ừ, cái trang đỏ em cũng còn 6 ngày. Ok anh ơi. Ủa, mì sao hết được em, mì còn trên thượng đế mà. Anh mới mua hạt anh ơi. Ai mua?
Ai? Anh không có quay nữa, anh không có quay. À. À quay thì lượm đi em. Mua cái mịn 45 ngọc, 45 ngày đó. 500 ngọc á anh. 499 ngọc. 499 ngọc. Mẹ 500 em, ngọc còn 4. Thì ai biết em nói sao tao nói, đẹp còn qua Mỹ đi, mình nói đại 500 đi. Ủa bên mai vậy, em cũng bên đây nè, bên trái nè, alo bên đem luôn bên trái nè, còn đứng bên đó là như nào hơi khó hiểu. Mấy phút đó, còn mấy phút, còn mấy phút, 12 phút, 12 phút anh. Được á, 12 phút được, 12 phút được, 12 phút chắc không dư được 30 giây, tao bật chết 3 lên chết 4 nữa. Bật chết không bật rồi, đập nó văng ra nha, nói trước rồi đó. Rồi, có bật thôi nè. Đợi cái trang nhá anh em ui. Ok. Đợi cái trang khí đi, không có trang khí gì, đợi cái trang gì mình sẽ đánh cao nhất là được. Đây đợi cái trang bị cho anh em bút. Rồi nha. Mình bơm, bơm đi nè, bơm, bơm. Đánh thường nha, đánh thường nha, đợi cái trang đánh thường nha. Em bị trễ ngại rồi, bơm đi. Thôi, bơm lên đây. Chiến có khi nào tao lên phòng quay tao nhận nhận cái trang cái tự nhiên nó ra cái trang bị vĩnh viễn không? À, thấy thằng nào 4-2 kìa. Nó hết rồi, tao mày quay rồi. Ý là hồi trước quay á mà không để ý biết đâu lên nhận nó giống như cái bó hoa đợt trước ta không để ý á, nó dính dính không? Bán hoạt đó, trên 5 triệu chứ có gì đâu. Bơm em. Bơm đi. Rồi. Ủa mấy tao quay gần 3 ca ngọc á. Mày quay 3 ca ngọc? Ừ. Tao quay 2, hoạt 2 ca ngọc. Quay 7 ca ngọc đen còn chưa rên, mấy đứa rên gì lắm đấy. Nhưng mà nó không có gì hết anh, nó tức á, không là tức là không có gì. Anh đâu có cái gì đâu. Ừ, buồn dễ sợ. 552 ca sức đánh. Ok, đúng có bơm mình rụng luôn kìa. Cứ khỉ lên cho khỏi chết. Cái sao nó đùn nó vẫn chết, cái lùn thế nó thiệt. Ôi mấy con quái trong này quýnh đau lắm mày, mày chết là đúng rồi. Thì đúng rồi. Mà hôm sau tao vào tao có ngọc. Mai tầng. Anh em có chim chưa? Anh em có chim chưa? Nghe nói là nãy chim cùng lúc đúng không? Đó, đồ quá phải hắn anh em có chim cơ, đồ quá. Không có dịch map. Tí nữa qua map cuối là đi thường, đi bộ. Ừ. Cái gì vậy? Chết quen luôn. Đi bộ thôi anh em ơi, đi bộ thôi. Ê ôi, em chói được rồi. Thôi là vô. Một thủ nè. Mình tên HP nè. Đánh thường nha, đánh thường nha. Ok ok. Quái okay. Không cắn đâu. Sao em thấy đóng quái nó dồn chỗ vậy? Ừ đúng rồi, tao cũng thấy đóng quái nó dồn chỗ mà. Tí nó quýnh rồi chắc nó nhảy ra đó. Đấy không phải, nó coi thằng kia bị quýnh làm sao á. À táp mấy này là gọi là hồi chị. Cái vệ tinh phòng thủ nó quýnh mấy đứa đâu, nó không dồn lại, đúng rồi. Hội nhà hàng sớm, đây là hội nhà hàng sớm. Hàng sớm nó nhiều chuyện xíu anh ơi. Ừ, đó, má nó tú lại, ở đây đông người nè. Bơm, rụng, tum 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 tum. Úi dồi ôi, rụng hết chị em hàng sớm rồi. Mấy phút nữa, mấy phút nữa, mấy phút nữa. 5 phút anh ơi. 5 phút nữa anh ơi. Dư, 5 phút dư. Dư, được, 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 sao? Dư nhiều. Mấy anh kia có 1 tỷ, 2 tỷ HP chứ nhiều. Ô, tôi nhặt hết đi nha. Gì vậy? Gì? Từ từ đừng ao tôi nhặt đồ má. Cái thằng nào mạng ổn định nhất là nó lụm hết á. Tắt luôn tôi nhặt. Tắt ao tôi nhặt chứ anh. Tắt em... hết ao tôi nhặt đi. Em nghe anh nói là em nghe anh nói là ao tôi nhặt hết đi nha. Anh đừng tắt hết tôi nhặt đi. Nào ao tôi nhặt nên là rất xỉu luôn á đồ. Đi luôn. Em đâu có bật đèn tắt. Khúc này phải sợ quá, sợ quá phải ban nó thôi. Liên hoàn này, khúc này liên hoàn nè. Đánh nó. Em hết chói rồi, em hết chói rồi. Chói đi, chói đi. Không dịch chuyển đúng thời nha, không dịch chuyển đúng thời. Không dịch chuyển đúng thời, không thôi miên. Ok ok ok. Em hết chói rồi. Hoàng biết mà, đây có mình Hoàng đi đánh với. Hoàng chơi lâu năm. Hoàng biết. Trời ơi, nó mến lắm. Ôi dồi. Hoàng nói nữa, Hoàng chậm ơi. 3m5 chắc con nít của anh quá. 4m mấy luôn kìa. 4m mấy luôn kìa. Quốc 3 chắc anh với ai nữa. Ôi dồi ơi, ngại quá. Em nghĩ là thằng trái đất cao ok nữa anh. À nổi mẹ sao nó đẹp cái tường chói luôn á. Ở ngoài này chỉ có con trái đất cao ok thôi chứ không có con nào đâu. Vậy hả? Má quê quá. Bởi vì cao ok nó 4 mét mấy luôn mà. Quê quá. Lỗi. Nhưng mà em đánh thường, em đánh thường em không có cao ok. Anh hay sao á? Vậy là 4 mét mấy ai á. Anh á. Ê chiến gà, cho xin chiến gà một cái nhá. Nè lụm đi, lụm đi, lụm đi.
qua map rồi, qua map, qua map kia luôn rồi, lụm đi. Cái nào 5 mét nào lụm đâu, lụm đi. Lụm đi, lụm đi, lụm đi. Chưa lụm, chưa lụm xin. Lụm 5 mét nào lụm rồi kìa. Phải lụm ai cũng nói rồi. Chiến gà đéo có con cặc gì luôn á. Ai lụm rồi kìa, không biết nha. Không biết nha, không biết nha. Tao thấy 5 mét nào lụm rồi nhá. Má. Chắc nó mất con mày vậy Chiến. Nịt. Tao có bật nhạc đéo đâu. Em bật tự động luyện tập đúng không? Em vừa tự động luyện tập đã nhạc đúng rồi. Tắt cờ tao tập đúng má, tự động đi tập ngu dốt. Lộn má nó lộn rồi. Nãy tao nãy tao chuyển tao chạy qua bên kia luôn mà đâu có nhường cho mọi người lộn luôn á. Bố mình mấy tao cũng chả biết ai gì lên. Ai nữa gì tao còn mình anh với ai. Thì đó, chỉ còn mình anh thôi chứ em không có đám cờ. Bao nhiêu người sẽ đánh vậy? 500 mấy với mấy đâu. 500 mấy anh nói 500 mấy đi, em cũng đang 500 mấy nè. Liên hoàn em gì? Em không có nội tài. Vậy là đủ. Vật phẩm người khác, tại sao lại vật phẩm người khác? Tức vậy. Đây nè, cái đây nè, cái này nè. Còn cái ghê chia ra lụm. Đâu đâu đâu, ủa cái này đang lụm mà. Em đang lụm vật phẩm người khác, ơ ai lụm rồi. Buồn hiu luôn. Sao ơi, để đi cái nữa anh ơi. Xin nha, anh xin một cái rồi nha. Xong rồi đó. Em chưa có cái nào hết anh, nha. Anh có một cái rồi đó, anh không còn nhiệm vụ đâu. Rồi vô điên lửng nè. Ok. Ừ, anh Vũ ơi. Cái nha, anh nói rồi đó. Anh Vũ ơi, lụm cái chai xin xẻ cho em, anh Vũ ơi. Hơi xui nha, hơi xui nha. Vũ liền nha. Cả dân khi xịn nhanh Vũ ơi. Thằng Tân tắt cái cờ cho anh đi, đừng có bật cái cờ trắng, cờ đen gì hết. Nó bị lỗi phiên bản. Dư 2 phút không thấy dư. Trời ơi. Dư 3 phút luôn. Đây được rồi, đâu có cần phải anh GV Đức đâu. Mấy giời ơi. Trời BT đỉnh quá. Cái nữa anh ơi. Mình tỉnh thêm cái nữa. Gấp gáp gì anh? Ờ anh Vũ, anh Vũ lượm giùm em mới gãy chân xịn xịn nha anh Vũ ơi. Lượm cho em đi, gãy 25% sát thương chí mạng luôn. 25% sát thương. Vô em, vô, đừng nói nữa, vô mọi người. Đánh đi. Liên hồn đó, liên hồn đi anh em. Mày tao biết cái số mày rồi, mày đen nó trước ra. Đen cái quần rồi. Đen đụng á, mở ra cái đỏ hoa vĩnh viễn. Thế mà tao không mở ra mỹ vĩnh viễn nè. Tức. Thôi được rồi em, đừng tham của em. Đồ má, mày cất cái đỏ hoa là mày. Chói ghê, ok. Được rồi em, tội anh. Đứng 5 mét qua đứng bên phải nha. Qua bên phải đứng hết đi. Qua đứng hết đi. Đi qua đó đứng hết đi. Rồi đi chí rồi. Chí gà ở đây cho. Đi rồi. Đi hết đi. Chí gà chưa lộm nè. Đó, lộm đi. Lượm đi. Ôi ơi, văng qua góc cái luôn kìa, văng qua góc một cái luôn kìa. Lượm đi sao mà lượm đi. Lượm đi. Bây giờ là lửa. Trước giờ đụng mới từ lượm cái bên góc cái kìa, bên góc cái kìa, em không lấy đâu. Mọi người cho em cái đỏ được rồi. Góc lên một cái nè. Góc một cái kìa. Ơ được kinh khi không? Kinh khi cái nha. Đừng. Ủa, chứ ai kinh khi kìa, tao kinh khi theo thôi. Được. Bây giờ thằng nào có rồi thì qua bên phải nha. Em chưa có mọi người ơi. Đừng lượm nữa. Cho V1 nhiều á. Cho bên Bobby một cái. Ê cái này đừng ai nhặt á. Bật auto nhặt lên ơi. Đức ơi. Đức bật auto nhặt lên Đức ơi. Auto nhặt lên Đức ơi. Auto nhặt lên. Rồi nhặt rồi. Bật rồi. Đó, đi qua đây nè, thằng nào có rồi qua đây nè, quanh phải nè. 1, 2, 3, ai cứ nhặt đi, cứ nhặt 1, 2, 3 cái thôi. Nè, đây nè, đây 2 cái nè. 2 cái dính chập nè. Rồi. Một bì nhặt rồi, ok rồi đó, ok rồi đó. Ủa, sức đánh, sao? Sức đánh bao nhiêu mấy mát vậy? Sức đánh là 36, chí mạng là 27. Đúng á, sức đánh. Sức đánh có 34. Em lượm được cái sức đánh 36, chí mạng 25. Cũng được. Được cái 25. Được cái 34 chí mạng 27. Trời. Thiệt chứ, em xài cái trang cũ nó còn ngon hơn. Thôi, cái trang sức đánh 36 ngon rồi. Em bỏ nãy giờ 4 cái cây trang đụng mấy cái trang bạc rồi đó.